làm tôi xíu tí rồi đó. Ủa, hello hello, Quý Châu xin chào các bạn khán giả thân yêu của Văn Lang News. Như vậy là Tết đã đến rất gần rồi và chắc là bây giờ các bạn sinh viên của chúng ta đang chuẩn bị khăn gói về quê đón giao thừa với gia đình mình rồi phải không nè? Và không chỉ ở quê các bạn đâu, không khí Tết cũng đã tràn về với Văn Lang với vô vàn hoạt động hấp dẫn để đón xuân Giáp Thìn năm 2024 đó nha. Vậy thì bây giờ hãy cùng theo Văn Lang News du ngoạn xem rằng không khí Tết ở Văn Lang như thế nào nha. Đi thôi. Ủa, mà cái bà vô diện này mới đi đâu mất tiêu rồi không biết nữa. Thôi. Năm 2024, công đoàn trường đại học Văn Lang rộn ràng tổ chức hội thi trang trí gian hàng Tết, thu hút đông đảo thầy cô tham gia, hướng đến phương châm Tết đến với mọi công đoàn viên, người lao động. Chương trình đã mang đến sân chơi gắn kết, giao lưu giữa các đơn vị, các công đoàn viên nhà trường, lan tỏa nét đặc trưng văn hóa và ẩm thực Tết cổ truyền của người Việt Nam. Gần 40 đội thi đã mang đến sắc xuân tràn ngập không gian sảnh A, cơ sở chính trường đại học Văn Lang. Không chỉ thầy cô mà các bạn sinh viên cũng hào hứng tham quan các gian hàng, được đầu tư trang trí ấn tượng, thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc. Wow, đi đến đâu mình cũng thấy sự sáng tạo của các thầy cô và các bạn sinh viên Văn Lang của chúng ta nữa. Trời ơi, cái gian hàng thật sự thú vị và hấp dẫn cứ như là đi chợ Tết vậy đó. Mà Tết thì không thể nào thiếu bánh chưng bánh tét ha. Nãy giờ tìm đâu bánh chưng bánh tét giờ ta? Ơi, các thầy cô trường mình ăn gói bánh kìa. Chạy lại xin thầy cô một cái lấy lọc nha. Đi 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 đi. Ngày hội gói bánh chưng bánh tét, một trong những hoạt động đặc trưng được công đoàn trường đại học Văn Lang gìn giữ và tổ chức trước thềm mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Ngày hội gói bánh chưng bánh tét luôn là sự kiện được giảng viên, cán bộ và nhân viên trường mong đợi trong mỗi dịp xuân về Tết đến. Nhân dịp chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024, hoạt động kéo dài trong 2 ngày, từ ngày 25 đến 26. Các thầy cô cùng nhau quây quần thành một đại gia đình, chia nhau đãi đậu, đãi nếp, sữa lá, gói bánh, nấu bánh. Không gian rộng lớn của sảnh A tràn ngập tiếng cười, sự nhộn nhịp của những đôi tay thoăn thoắt cột lá, gói bánh tạo nên bầu không khí tưng bừng của Tết truyền thống. Ai cũng chờ đợi những đòn bánh chưng bánh tét mang đậm hương vị đặc biệt của Tết Văn Lang. Những chiếc bánh đẹp đông đầy tình cảm từ nhà trường sẽ xuất hiện ở mâm cỗ của mỗi gia đình nhỏ, đem Tết Văn Lang về khắp mọi nhà. Tại Văn Lang không chỉ có các hoạt động chơi Tết, mà Văn Lang còn tổ chức các hoạt động tổng kết một năm, đánh giá các hoạt động, sự kiện trong năm vừa qua. Ngày 20 tháng 1 năm 2024, trường đại học Văn Lang tổ chức sự kiện Town Hall Meeting tổng kết hành trình cống hiến và phát triển của các đơn vị trong năm 2023, xác định chiến lược và những mục tiêu cụ thể của năm 2024 cho toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường. Với tinh thần mùi suốt Thinking, trường đại học Văn Lang đã vượt qua nhiều khó khăn của năm 2023 đầy biến động và có thể tự hào với nhiều dấu ấn đột phá. Tái định vị thương hiệu trường đại học Văn Lang, đưa Văn Lang tiến vào bảng xếp hạng đại học quốc tế, mở rộng mô hình, các chương trình đào tạo liên kết, trao đổi sinh viên, đầu tư cơ sở vật chất mạnh mẽ, tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tích cực chuyển đổi số và phát triển đội ngũ, khẳng định thương hiệu đào tạo VLU thông qua những sinh viên tài năng, để lại dấu ấn trong các cuộc thi trong nước và quốc tế. Tại chương trình Town Hall Meeting 2023, trường đại học Văn Lang vinh danh các tập thể, cá nhân có dấu ấn và thành tích xuất sắc, nỗ lực vượt trội trong năm học vừa qua. Năm 2024 đã đến, trường đại học Văn Lang tiếp tục phát triển vững vàng, tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn, chủ động thay đổi, kiến tạo giá trị. Khát vọng này sẽ dẫn đường và tiếp tục truyền cảm hứng, động lực cho mỗi người tại Văn Lang. Thay mặt trường đại học Văn Lang thì tôi kính chúc toàn thể các đơn vị thành viên trong tập đoàn giáo dục Văn Lang cùng với quý thầy cô, các anh chị và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng,
Theo tôi thì cho dù bối cảnh sẽ có rất là nhiều thách thức, nhưng với cái kim chỉ nam là mỗi đơn vị trong chúng ta đều nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mệnh của chúng ta, thì Tập đoàn Giáo dục Văn Lang sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình đầy tự hào, đầy vinh dự. Ngày 27 tháng 1 năm 2024, Year End Party 2023 dành cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang tổ chức tại Sân Bóng Rổ, cơ sở chính trường Đại học Văn Lang. Year End Party là dịp tổng kết và nhìn lại hành trình phát triển của Văn Lang trong suốt một năm vừa qua. Ngoài ra, đây cũng là dịp gắn kết các cá nhân, đơn vị trong tập đoàn hướng đến một năm mới 2024 với nhiều khởi sắc cùng những mục tiêu mới. Ngoài ra, các thầy cô đến từ các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Văn Lang đã thể hiện nhiều tiết mục văn nghệ chào xuân ấn tượng, khuấy động không khí của buổi tiệc cuối năm. Các thầy cô tham gia chương trình còn được tham gia quay số trúng thưởng, nhận nhiều phần quà giá trị. Vượt qua một năm đầy thách thức, cộng đồng Văn Lang đã và đang chủ động thay đổi, thích ứng và kiến tạo những giá trị mới, cống hiến cho cộng đồng Văn Lang. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã đi một vòng dạo quanh qua các hoạt động đón Tết ở Văn Lang rồi. Vui lắm đúng không nè? Dậy đi, lẹ lên mày lì hả? Dậy đi, lẹ lên mày lì hả? Dậy đi. Gì vậy? Ủa gì vậy? Các bạn ơi, như vậy là một cái Tết nữa chuẩn bị đến rồi. Ai trong chúng ta cũng đang tất bật hối hả chuẩn bị xong những công việc để mau chóng về quê với gia đình phải không nè? Nhưng mà khoan đã, hãy cùng nhau nén lại để đem những niềm vui đến với các bạn sinh viên Văn Lang qua chuyên mục Vila ngày hôm nay trong cái chiếc hộp bé xíu xiu này nha. Let's go! Trong chuyên mục Vila tuần này, các bạn sinh viên và thầy cô Văn Lang sẽ gửi gắm những lời chúc cho xuân mới Giáp Thìn thông qua chiếc hộp bật mí. Lời chúc này sẽ gửi đến một người bất kỳ trong cộng đồng Văn Lang mà Văn Lang New bắt gặp trong khuôn viên cơ sở chính. Nào, đi thôi! Lời chúc của mình nhận được đó chính là chúc bạn năm mới thoát khỏi kiếp nô lệ của deadline. Mình cảm ơn lời chúc của bạn đã gửi đến mình, thì mình mong muốn rằng là lời chúc này nó cũng sẽ thành hiện thực với mình năm sau. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn năm mới full điểm A nha. Cảm ơn lời chúc của bạn, mình cũng mong muốn rằng là năm mới mình sẽ có được nhiều điểm A hơn. Dạ, chúc bạn năm mới gặt hái được nhiều thành công và sớm mua được cửa hàng của Thái Công. Các bạn phải cần rất là nhiều kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Cái này thì không có tên nhưng mà mình cảm ơn bạn cái lời chúc này nha, rất là dễ thương. Là kiểu chắc chắn là sau này mình sẽ đạt được giống vậy rồi, không bàn cãi rồi. Giờ mình cảm ơn bạn rất nhiều nha. Năm mới chúc bạn tiền vô như nước, 10 điểm mọi mặt xinh đẹp tuyệt trần. Thì mình cảm ơn bạn nha, dễ thương quá. Năm mới gì vậy? Năm mới, cái gì cũng mới nhé. Dạ, em xin cảm ơn lời chúc này của bạn dành cho em ạ. Năm mới, mãi đẹp, mãi keo nha. Cảm ơn bạn sinh viên đã gửi cho mình lời chúc này. Thì năm mới thầy cũng xin chúc lại cho em là tuổi mới, học giỏi và tốt nghiệp. Ấy hết năm nay thôi nha. Cảm ơn một câu chúc rất là thực tế, bởi vì thầy cũng đang còn độc thân và hy vọng là trong năm nay thầy sẽ có một người yêu thật là... Như vậy là chúng ta đã đi đến với những giây phút cuối cùng của bản tin Văn Lang News số 3 rồi. Và hy vọng là trong năm mới Giáp Thìn 2024, các bạn vẫn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ bản tin Văn Lang News nha. Bởi vì sắp tới chúng mình sẽ có rất là nhiều bất ngờ dành cho tất cả các bạn đó. Và để với trăm bật mí cho các bạn nghe một bí mật nè, là hãy cùng nhau đón chờ xem món quà lì xì đầu năm được thực hiện bởi ekip của Văn Lang University trong số phát sóng đặc biệt vào lúc 20 giờ ngày Chủ nhật ngày 11 tháng 2 năm 2024, tức là ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, trên Facebook và YouTube Văn Lang University nha. Quế Trâm và ekip Văn Lang News xin được kính chúc quý thầy cô và tất cả các bạn sinh viên Văn Lang một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Chúc mừng năm mới. Yeah! Và mùa xuân